Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh channel tô màu của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh, đó là hình ảnh ba bố con đang ngồi đọc sách. Cùng bắt đầu tô màu với mình nhé. Mình sẽ tô mái tóc màu đen cho ba bố con. Bạn nữ mình sẽ tô màu hồng. Chiếc quần màu cam. Áo của bố mình sẽ tô màu nâu. Quần mình sẽ tô màu xanh dương. Chiếc quần màu xám. Đôi giày màu đen. Quần sách mình sẽ tô màu xanh lá cây. Các bạn ơi,
vậy là mình đã tô màu xong bức tranh hình ảnh ba bố con đang ngồi đọc sách. Các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu nhé. Video của mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo của mình. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người những clip tiếp theo của mình.